Vâng, em xin chào các bác. Để em test bàn giao cái đôi loa 202A 25 mã LTD này cho anh khách anh ở đâu nhỉ? Đây để em xem anh này ở đâu cái. Anh khách này hôm trước vừa mới đặt hàng xong lại quên rồi. Anh này ở Quốc Oai ạ, Quốc Oai nhé. Đấy. Thì em ở thì loa của anh đây nhá. Loa của anh đây, series loa đây nhá. Đây. 4233 đúng cái con em đã quay cho anh. Anh này là em quay Zalo cho em cũng chưa kịp đưa con này lên trên YouTube đâu. Anh ở đấy luôn rồi. 4233 nhá. Đấy thì ở đây là đây dây cái dây 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 bắp chuối đây nhá. Đây dây bắp chuối đây. Dây dài 3 m. Đấy, cái dây này của nó là kẹp dây này là dây được kẹp cả 4 đầu bắp chuối nhá. Thì với cái dây này thì hiện tại nhà em nó đang có giá là khoảng tầm 300 một cái bộ dây, gồm 350 một bộ dây 6 m này nhá. 2 m hoặc 300. Đây là dây dây 3 m, mỗi bên dài 3 m là 350 nhá. Thì cái dây bắp chuối này mình sẽ dùng như sau này. Đây đằng sau đây nó có cái sau loa đây nó có cái lỗ bắp chuối này. Thì cái đen mình cắm màu đen, đỏ mình cắm màu đỏ. Đây mình để cắm đen đỏ như này nhé. Cái loa bên này cũng tương tự như vậy. Nhớ dò dây nhá, Không lại lúc mà dùng dò nhầm lại cắm phập một phát cái hai cái dây này cắm vào hai cái cầu này của âm ly là tèo luôn âm ly nhá. Đấy. Cắm đúng cho em này. Đỏ và đen nhá. Cái đầu này của nó sẽ hơi noe ra như này, nó sẽ hơi lúc đầu nó sẽ hơi khó cắm nhá, để nó phình ra, để nó bóp chặt đây mà, nên là phải cắm nó rất khoát tay vào một chút nhá. Đấy, hai cái đầu còn lại mình cắm âm ly này. Có chặt cầu âm ly à? Chặt cầu âm ly vào là đấy nhá. Cái âm ly của anh là cái con 92MNTD là nhà em đóng rồi, đấy, đóng rồi nên là bây giờ cái dỡ ra này nó ấy lắm. Nên thôi em lấy cái con âm ly này nhá, em test loa cho anh. Đấy thì đây cũng đen một đen đỏ và đỏ nhá. Đấy. Cực kỳ chắc luôn. Lưu ý là trong quá trình đấu là không được bật âm ly lên nhé. Để tránh những trường hợp nhiều khi nhỡ đâu mình chạm tay vào mình nhỡ đâu mình cắm cái bị ấy. Đấy, sau khi cắm xong này rất chắc luôn. Chắc chắn luôn. Nhớ đỏ và đỏ đen và đen nhá. Đây có chữ Nakamichi là đỏ đen đen này. Cắm đúng cái chữ Nakamichi cứ đầu đỏ và đen và đen nhá. Ok. Đấy, xong rồi thì bây giờ mình sẽ thử. Đấy là cách dùng cái đầu bắp chuối. Em thử tiếng cho anh nhé. Ở đằng sau đây nó hơi bừa tí, các bác thông cảm vì là hàng là mới về. Em cũng đang test dở. Hôm nay có mỗi mình em Thọ đó lại đang có việc nó về quê mất mấy hôm. Nên là nó sẽ hơi bị thấy một tí. Như lời thơ ngày đó, chương đời ôi lắm đôi trôi. Bằng lăng hoa tim buồn trên con đường xưa đây. Bây giờ sẽ test cho anh từng loa nhá. Đấy, chưa cần phải ấy đâu nhưng mà anh nghe là tiếng nó đã rất là rõ. Tương tư áo trắng người xưa giờ ta chưa anh đến bóng dáng thân quen hàng cây xanh ngỡ ngàng thương duyên mình sơ sáng chưa yêu đã lỡ về ngân khúc hát sầu hương hoa răng tiếng đường nhung nhớ hoa con 202A 25 LTD này thì là nó là tiếng của nó là
về ngân khúc hát sầu vì là nó chia riêng mà phần tấm ép riêng mà từ bát riêng thì là nó sẽ rất là khác. Còn đây mắt em tép ok này, giờ em hạ tép xuống đẩy thì tiếng bát vào nhá. Đường xưa em đi vàng lên mái tóc về ngõ hồn răng tái tê, anh làm thơ vô quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đang bên này là không tiếng này đến bên này nhá, nhưng vẫn đang là hạ tép hết về này mà lại bát vào này. Mưa gió không về chiến trường anh bước đi, có nàng hên đôi mi ngóng theo đường vắng hẹ hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn gió lên khơi lòng có trong vời một người xa cuối trời, hạ bát xuống và tìm gác cân xa ê ấp đôi lời mình còn nhớ thương. Em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa dâng hết ân tình. Tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi, thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn đi. Đấy nha, thế là hai bên được một tiếng nha. Khi một đêm trăng thanh quán đêm đường vắng tanh chỉ còn đấy, hai em ơi à, hai năm ăn rồi CD này nhá, thì là nó sẽ dòng hay nhất của dòng nó thế đây đời 2002 này luôn. Trước nó sẽ có một dòng rẻ hơn là dòng 2002A NTD. Và hình như là dòng X NTD là rẻ hơn cái dòng này nữa. Đấy, thì đây là dòng A25A NTD này đời cao nhất nhé. Đấy, tiếng cực kỳ phê luôn. Bát oanh bạo lực kinh khủng luôn. Những mùa trăng vô quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi, có nàng hên đôi mi ngóng theo đường vắng hẹ hỏi còn ai cô chi. Đấy nhá, thì đấy em đã bàn giao cho anh là hai loa chạy ok nhá. Thì bây giờ em sẽ đóng hàng để cố gắng làm sao để chiều nay gửi đi cho anh luôn, trong chiều nay. Đấy thì để có thể ứng hòa Hà Nội thì chắc là chỉ khoảng nay mai nhận được hàng thôi. À ngày mai ngày kia nhận được hàng thôi nhé. Đấy thì là em sẽ đóng gửi cho anh. Đấy. Cái bác nào có nhu cầu lấy cái dây bắp chuối này liên hệ cho bên em nhé. Cái dây bộ dây này của nó 6 mét mà ghim cả 4 đầu bắp chuối như này là 350 nhá. Vâng ok, em xin chào các bác và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em.